tỉnh Hậu Giang vừa có buổi làm việc với công ty cổ phần tập đoàn Đèo Cả về đề xuất phương án đầu tư tuyến đường bộ cao tốc Cần Thơ-Hậu Giang. Theo tập đoàn Đèo Cả, cao tốc Cần Thơ-Cà Mau đi qua thành phố Cần Thơ, các tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau là tuyến giao thông quan trọng của vùng đồng bằng sông Cửu Long, đóng vai trò kết nối thông tuyến cao tốc Bắc Nam, phía Đông từ thành phố Hồ Chí Minh, Trung Lương, Mỹ Thuận, Cần Thơ, góp phần hoàn chỉnh mạng lưới giao thông trong vùng. Tập đoàn Đèo Cả đưa ra hai phương án cho tuyến cao tốc kết nối Cần Thơ với Hậu Giang. Phương án 1 có chiều dài 37 km, điểm đầu giao với đường Nam Sông Hậu, điểm cuối giao với quốc lộ 61B vào thành phố Vị Thanh, tổng mức đầu tư 8.027 tỷ đồng. Phương án 2 có chiều dài 58,4 km, điểm đầu giống với phương án 1, điểm cuối tại ranh giới hai tỉnh Hậu Giang, Bạc Liêu, tổng mức đầu tư hơn 12.540 tỷ đồng. Cả hai phương án đều có vận tốc thiết kế giai đoạn 1 là 80 km/h với 4 làn xe cơ giới. Giai đoạn hoàn thiện vận tốc thiết kế 100 km/h, mặt đường rộng 24,5m. Tập đoàn Đèo Cả đề xuất chọn phương án 1, đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP. Tỉnh Hậu Giang cho biết đầu tư tuyến đường bộ cao tốc qua địa bàn có ý nghĩa quan trọng, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tỉnh đã thống nhất đề xuất giao đơn vị tư vấn tổ chức nghiên cứu lập phương án tiền khả thi của dự án và giải pháp triển khai đầu tư khai thác hiệu quả dự án.